Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn TV. Hôm nay thì Sơn lại có một chuyến tham quan chợ Nghĩa Đô các bạn ạ. Bây giờ thì sắp sửa vào buổi tối. Và hôm nay là tối thứ bảy thì mọi người cũng đang trong khâu chuẩn bị những tiết mục văn nghệ để phục vụ cho bà con xung quanh xã Nghĩa Đô cũng như là xã Vĩnh Yên, các xã lân cận. Và đặc biệt hơn nữa thì hôm nay tất cả trong bên văn hóa thì đang có một cái phông mới, đang thay một cái phông mới để nhằm phục vụ cho các bà con mọi người đi diễn văn nghệ ở tại chợ đêm Nghĩa Đô ấy. Thì hôm nay thì Sơn sẽ cố gắng để ghi lại những cái hình ảnh mọi người diễn văn nghệ ở đây nhá. Và bây giờ thì chắc là Sơn sẽ quay xung quanh khu vực chợ đêm một chút để cho các bạn xem. Đây là khung cảnh của chợ đêm Nghĩa Đô khi mới hồi chiều tối. Thì bây giờ thì mọi người ở trong xã, bà con dân bản ở đây thì cũng đem những cái đồ hàng ra đây để chuẩn bị bày bán phục vụ bà con đi chợ tối này. Đây, ở đây thì có một số những cái món gì, con gì đây Sơn thấy nạ nạ này. Con này là con gì ạ cô? Con gì ạ? Con hình nến. À, con này thì nấu ăn kiểu gì ạ cô? Rang bình thường. À, rang ạ? Con này bắt ở suối phải không cô? Vâng. Trông cũng khá là hay. Con này bắt bằng kiểu gì cô? Súc ạ? À, à vâng, cảm ơn cô nhá. Đây và bên đây nữa thì có cả măng rừng này các bạn này. Đấy, các bà mọi người bán rất là nhiều những cái đồ gọi là cây nhà lá vườn thôi. Di chuyển bên đây thì thấy có bà bán lên đây dễ ăn dầu à bà? Dễ ăn trầu ấy đúng không? Ôi cái này lấy được ở trên rừng ạ? Đào lấy ấy. Đi đào lấy được ạ? Ôi nhiều nhờ. Vâng. Cái này các bạn mà ai có nhu cầu muốn mua cái dễ ăn trầu này về cho các bà nhà mình ăn trầu thì liên hệ Sơn sẽ mua hộ rồi nhá. Ở bên đây thì bà bán cả cá suối này đúng không? Cá này là mình xúc được à bà hay là đánh lưới ạ? À? À, đi quăng chài được ạ? À? À, đây cả con đây nữa. Rất là nhiều, các cô, các bà bán rất là nhiều đồ. Đây có củ sắn dây hay củ gì đây hả à, bà? À, củ thuốc ạ? À? Cái này để làm trị về bệnh gì hả à, cô? À, thuốc ho ạ? À? Vâng, cái này lấy trên rừng rồi hả à, cô? Dạ vâng ạ, cảm ơn cô nhé. Còn bên đây thì các loại rau này, rau dấp cá, rau bí này. Rồi, và bên đây thì có rau dền ngon nhỉ? Rau dền, rau muống, này, quả su su, này, quả dưa leo này. Đấy. Chào chị, đây chị có món gì đấy? À, trứng kiến này. Cái này bắt được trên rừng luôn hả chị? Cái này là mình đi làm trên rừng. Đi làm trên rừng là bắt được ạ? Ui chào ơi, nó ngon. Cái này là có tổ. Cái này có tổ, xong rồi... chặt ra. Vâng. Thế cái này bán theo cân à, hay là bán theo kiểu gì ạ? Bán theo bát ạ? Bao tiền một bát như này ạ? 25. Nhưng cái này thì nấu kiểu gì ăn ngon nhỉ? Vâng. Nhưng cái này phải nấu ăn ngay thôi nhỉ? Vâng. Dạ vâng vâng. Rồi cảm ơn chị nhá. Vâng. Còn ở bên đây thì các cô các bà cũng bán. À, đây là chim én đúng không ạ? Dạ vâng vâng, tôi cháu biết rồi ạ. À, bắt được rất là nhiều chim én. Đây, bắt gặp một cô gái rất là xinh đang đi chợ mua rau. Nhưng mà cô gái đi à? Thôi di chuyển bên này tí nhá. Thế nào bà lại này là phải lé ống kính à? Toàn là rau rồi, chuối đây cái này cái gọc mùng rồi bà nhờ. À, cái này nấu canh cá, nấu canh chua được nhỉ? À, cảm ơn bà. Ôi rau ngót nhìn ngon chưa này các bạn này, rau ngót tuyệt vời luôn nhá. Rồi và tất cả những cái gian hàng ở đây thì đến buổi tối nay thì sẽ được trưng bày các mặt hàng. Đấy vào đây. Xin chào nhá. À, đây di chuyển bên đây một chút này, có hàng bánh nữa này các bạn này. Bánh giò, bánh rợm, rồi để bánh gù cũng khá là nhiều. Rồi mới đi một vòng quanh quanh một tí mà bên kia thì các anh chị đã dựng xong cái phông sân khấu để phục vụ cho buổi văn nghệ tối nay tại chợ đêm Nghĩa Đô rồi các bạn. Đây
cái phông mới. Cái phông cũ thì đã được thay đi rồi. Và đây là cái phông mới. Phông này cũng khá là đẹp, đang thay cảnh mới. Sau khi các anh chị dựng xong lên thì đang ngồi để ngắm nghía lại, đang đứng ngắm nghía lại. Đứng lên chụp ảnh check in luôn các chị ạ. Check in luôn. Đấy, mọi người quan sát thấy đây là toàn cảnh nghĩa đô khi được chụp từ trên cao xuống, trông cũng khá là bắt mắt. Đi lòng vòng một đoạn rồi thì bây giờ thì lại phải di chuyển vào đây để ngồi uống nước đã các bạn. Vào đây ngồi uống nước, sau đó là sẽ chờ đến buổi tối xem là mọi người họp chợ và sẽ diễn văn nghệ như thế nào, thì sẽ chờ vào buổi tối nay để Sơn ghi hình lại, truyền tải đến hai kênh cho các bạn xem, đó là kênh Sơn TV và kênh Sơn Tây Bắc các bạn nhé. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi để làm cốc nước mía cho nó mát đã các bạn. Ở đây Sơn ngắm thấy con gái, giấy khá xinh ngồi cạnh này, bây giờ làm quen một tí. Các bạn ơi, sau một hồi đi quay linh tinh thì bây giờ Sơn đang ngồi uống nước ở đây. Đây, nước của Sơn đây các bạn này. Đấy, chè đỗ đen nhá. Chè đỗ đen được người dân bản, người Tày ở đây họ làm rất là ngon. Và tại sao Sơn lại đặt ở một cái góc quay này? Bởi vì Sơn bắt gặp một em gái khá là xinh. Thì và cũng xin phép trước khi mà vừa mới quay thì Sơn xin phép để bắt chuyện với cả em ấy rồi. Thì các bạn nhìn kỹ ở trên cổ của em ấy thì Sơn cài mic cho em ấy rồi. Và bây giờ sẽ hỏi em ấy nhá. Anh chào em nhá. Chào lại một lần nữa. Em chào anh. Em tên là gì vậy? Em tên là gì em? Em tên Hồng. À đấy ạ. Em là người Tày hay là người Mông hay là người... Em chả biết là em người gì nữa. Bố em là người Tày, mẹ em là người Mông. À, vâng. Bố Tày mẹ Mông luôn à? Vâng. Thế là Tày Tày Mông Mông đúng không? Vâng, lẫn lộn nhau đây. Em sinh năm bao nhiêu? Em ạ? À? Em 2K5. À, trời ơi, 2K5 á? Vâng. Chứ người này anh nghĩ em chỉ 9 năm, em 2K5 luôn á? Em 2K5. 2K5 thì bọn anh nếu mà thế thì em bằng tuổi con anh rồi. Đùa vậy, vui. Chắc là em tầm 95, 96 gì thôi đúng không? Theo anh thôi, em 95. À, 95 à? Em đây em đi chơi chợ hay là em đi đâu? Em đi chơi chợ. À, chơi chợ? Vâng. À. Thế đi có một mình hay là đi với ai em? Em đi một mình với anh. Một mình rồi á? Chắc là em lấy chồng rồi chứ đúng không? Em chưa. Chưa? Em thử giơ tay lên gieo cho mọi người nhìn chút xem là em tay em đã đeo nhẫn cưới chưa nào. Đây làm gì có. À có nhẫn nhưng mà không phải đeo đeo ngón đeo nhẫn cưới các bạn. Mình cứ tôi gọi tạm thời tin em ấy là chưa có chồng rồi nhá. Thế anh xin phép làm quen với em được không? Dạ được anh. Được à? Dễ quá các bạn ơi. Bạn nào có muốn lấy vợ vùng cao không? Tôi cảm thấy có thể làm quen rất là dễ rồi. Hy vọng là chuyến quay lần sau thì lại sẽ gặp được bạn này các bạn ạ. Ôi, nói vậy cho vui như bây giờ chỉ ngồi nói chuyện với bạn một chút thôi. Bây giờ Sơn sẽ tắt máy để tán nha các bạn nhé. Đấy, soi cho các bạn sáng như thế này. Đây là đội nhà mình ở bên Quang Bình hả chị? Ở bên Quang Bình sang đúng không? Yên Thành Quang Bình đúng không? Tối nay là diễn tiết mục gì hả chị? Chủ yếu về dân tộc Tày thôi. À, ok. Ấy bên kia các bà với cả các cô gần xong hết rồi kia gì? Nào có cần xoay đèn nữa không để cho xoay cho nào? Đây, đấy, các bà đang trang điểm đấy. Điểm đẹp thế này còn gì nữa? Đấy. Môi đỏ hồng hào, xinh chưa? Rồi, thế nào bà tô son chưa để cho xoay đèn luôn này? Thế nào? Được chưa bà, được chưa? Được rồi, thế, đấy như thế là thôi, cả đậm quá. Đẹp rồi, đẹp rồi bà, xinh. Nào đây bà tô cái gì? Bà chưa có son. Bà chưa có son, đây lấy son của bà này. Đấy, tô son. Đấy. Bà nào bà đấy là môi đỏ hồng hào luôn. Điều dạy sân vũ Mỹ Phúc, nhạc Tây Bắc, câu lạc bộ Thôi Kiên Lập. Và ca khúc thứ 6 xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức điệu múa Tình Thắm Duyên Quê
hội nghị dân gian. Xin chào quý vị toàn thể quý vị. Vâng, và một lần nữa xin được trân trọng bây giờ thì mọi người ở trong các bản các xã cũng đã tập trung về đây khá là đông rồi này mọi người này. Đấy, lượng khán giả cũng khá là đông và tiết mục văn nghệ thì cũng đang chuẩn bị được bắt đầu rồi. Và hy vọng là hôm nay sẽ có được những cái hình ảnh đẹp để truyền tải cho mọi người xem. Còn